chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác về vận mệnh cuộc đời tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong 5 năm tới. Từ năm 60 đến 64 tuổi, biết rõ thiên cơ, nắm được mệnh trời, đổi đời vào nước dách, về già an nhàn hưởng phúc lớn bên con cháu. Thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, đã bao giờ cô bác tự hỏi cuộc sống này sao quá nhiều bất công? Đôi khi chúng ta bị đối xử một cách bất công, như khi đi làm bị đồng nghiệp chèn ép bất công, khi về già cũng chẳng yên thân, con cái thì tranh nhau giành miếng đất, căn nhà, chỉ muốn mình nhận phần hơn, hay như khi bạn cố gắng rất nhiều, nhưng bạn lại không thể đạt được những thứ mà mình mong muốn, trong khi người khác lại dễ dàng có được mọi thứ với lý do đơn giản là xuất phát điểm của họ cao hơn bạn. Bạn vô cùng tuyệt vọng và buồn bực, bạn oán trách cuộc sống không công bằng và luôn gây căng thẳng cho chính bản thân cũng như những người xung quanh bạn. Tuy nhiên, sông có khúc người có lúc, cuộc sống vốn dĩ có lúc thăng lúc trầm, không ai giàu mãi, cũng chẳng ai mãi nghèo. Đặc biệt thời điểm tới đây là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của Ất Tỵ. Nếu không đề phòng và chú ý về các vấn đề của mình thì bản mệnh đại hạn triền miên, tài lộc đi hết, hơn nữa còn có thể gặp nạn diệt thân, lìa xa cõi trần. Tuy nhiên, sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp. Nếu sau 59 tuổi biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, ai cũng phát hờn ghen tị. Nói đến đây sẽ có nhiều cô bác Ất Tỵ còn bán tín bán nghi, vậy cô bác hãy dành chút ít thời gian để cùng chiêm nghiệm nhé. Hé lộ thiên cơ đổi vận cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ năm 60 tuổi gặp hung quá cát, về già an nhàn, giàu sang viên mãn. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, tuổi Ất Tỵ là con giáp duy nhất có được sự tinh tế, cẩn trọng. Họ không thuộc tuyết người bốc đồng hay phô trương, mà kín đáo, hành sự âm thầm và có khả năng làm giàu rất nhanh. Họ rất kiên nhẫn, ẩn nhẫn chờ thời, được gọi là xuất nguyệt chi xà, tức rắn rời hang. Những người sinh năm Ất Tỵ thường sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đa số Ất Tỵ có cuộc sống vật chất tương đối đầy đủ trong giai đoạn đầu đời. Điều may mắn này có khi thành ra không hay, vì với những Ất Tỵ quen với tuổi thơ được chiều chuộng thường sinh ra tính ỷ lại, lười lao động, thích được chiều chuộng. Đến trung vận, thời gian tự thân lập thân, thì bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải thích ứng với cuộc sống tự lập. Tuy nhiên đó chỉ là một khoảng thời gian để thích nghi, sau đó họ vẫn được hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống, bên cạnh nỗ lực của mình. Ngược lại, những người Ất Tỵ đã từng chịu cảnh nghèo nàn khi còn trẻ thì trung vận sẽ bắt đầu sáng sủa, vì họ đã sớm rèn luyện được ý chí kiên cường. Tuổi Ất Tỵ có can Ất thuộc hành mộc, tương sinh chi tỵ năm sinh thuộc hành hỏa, nên thế hệ này tiềm tàng một nền tảng căn cơ phúc đức lớn lao, thường gặp may mắn và vinh hiển. Nam tuổi Ất Tỵ có lộc cách, nên có duyên với tài sản lớn, số tụ tài, một đời không thiếu tài lộc, dễ trở thành đại phú, đại quý. Bất lợi đối với họ là dễ mắc các bệnh về mắt, đau đầu, mất ngủ, khắc mẹ, không hợp với vợ và thường gặp những căn nhà không lợi về mặt phong thủy. Tuổi Ất Tỵ có đầy đủ đặc tính của thiên can Ất và địa chi tỵ, với thiên can Ất thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc chu đáo, ít khi bị sai lầm, và đặc điểm của địa chi tỵ là tính thường đa nghi và thích làm việc riêng rẽ một mình, âm thầm và kín đáo. Chi tỵ vì thế từ trong ẩn khuất nhìn ra, họ dễ thấy được cái hay cái dở của người khác để rút kinh nghiệm, nên khi hành động thường có kết quả, dễ thành công. Mẫu người có lý tưởng cao xa, nhưng chỉ thành công buổi ban đầu của giai đoạn trước 30 tuổi, đây là thời vàng son. Thông minh hiếu học, nhiều tư tưởng, có óc khám phá, nghị luận sắc bén, nếu bớt đa nghi với người khác thì thật toàn hảo. Ất Tỵ là người rộng lượng và rất đạo đức, họ không tích cực tự bảo vệ mình như các tuổi Tỵ còn lại. Trong chuyện tình cảm, Ất Tỵ khá ổn định và lâu bền, họ có rất nhiều bạn bè, được gia đình yêu quý và cũng thương yêu chăm sóc những người này hết mực. Tuy nhiên, rất hiếm khi Ất Tỵ sử dụng lời khuyên của những người thân này, họ thường cố gắng tự mình giải quyết mọi việc. Ất Tỵ là người dễ giao tiếp, năng động, sôi nổi và hơi ồn ào, họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt quan điểm này của cho người khác. Con giáp này có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Họ chẳng mấy khó khăn khi thuyết phục bạn rằng ý tưởng của họ vượt trội so với điều bạn đề xuất. Người tuổi Ất Tỵ có một sức hút kỳ lạ. Sự cuốn hút đặc biệt của họ được toát ra từ chính con người họ. Sự quyến rũ và tài ăn nói thuyết phục khiến họ rất có tiềm năng phát triển.
Nếu đi theo nghiệp chính trị, tuy cuộc đời phải chịu nhiều khổ cực, nhưng phúc lộc cũng đủ đầy, họ thường được lợi, được người khác phái giúp đỡ. Nếu theo con đường học hành, thì khả năng thành công lại càng cao, nhờ có trí tuệ, nên làm gì cũng sẽ thuận lợi hơn, dạng sự tiến hành theo chính đạo, thì tất được các lành. Tuy nhiên, dù chọn lựa nghề nghiệp nào, con giáp này cũng sẽ cố gắng hết mình và đạt được những thành quả đáng nể phục. Người tuổi Ất Tỵ tuy nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, song kỳ thực lại là những người có nội tâm nóng bỏng, nhiệt tình. Họ làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu cụ thể, từng bước thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu đã định. Đây là người có khí chất đoan trang nho nhã, có thể theo nghiệp văn, cũng có thể theo nghiệp võ. Có điều họ hay quản việc người khác, hay lo chuyện bao đồng, coi đó là việc của mình mà lo lắng, nên đôi khi rước phiền phức về mình. Người sinh vào mùa xuân, mùa hạ, có ý chí kiên định hơn người, dùng ý chí để gây dựng cơ nghiệp. Người sinh vào mùa thu, mùa đông thì có ý thức tự lực cánh sinh, là người độc lập, không dựa vào ai, tay trắng làm nên sự nghiệp. Người sinh vào ban ngày thì chịu khá nhiều vất vả, người sinh vào ban đêm thì được hưởng phúc vinh hoa. Người tuổi Ất Tỵ có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Nam mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn, tuy cuộc sống được đầy đủ, nhưng hay gặp nhiều lo lắng. Tuy nhiên cuộc sống tuổi nhỏ cũng có ít nhiều sóng gió, về thời hậu dẫn mới công thành danh toại, được hưởng an nhàn. Nam giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình, từ 75 đến 90 tuổi, nếu làm thiện tích đức thì sẽ gia tăng tuổi nhiều tuổi thọ. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cuộc đời Ất Tỵ nữ mạng vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện, ít khi gặp phải rủi ro, chắc trở. Nếu có gặp phải khó khăn cũng luôn được bạn bè, người thân, quý nhân phù trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Nữ giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 70 đến 89 tuổi là mức tối đa. Nếu làm ác sẽ bị giảm tuổi thọ, còn làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ gia tăng tuổi thọ. Cùng nhìn lại diễn biến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi, nhiều tốt đẹp về tình duyên. 21 và 22 tuổi, hai năm này nhiều chuyện tốt và có nhiều dịp tốt trong sự làm ăn. Năm 23 và 25 tuổi, hai năm này nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về vấn đề công danh. Năm 25 tuổi, năm bình thường, có kỵ tháng 10, từ 26 đến 30 tuổi, năm 26 tuổi, khá tốt, năm này có thắng lợi về công danh và sự nghiệp. Năm 27 và 28 tuổi, hai năm này không nên đi xa và làm ăn lớn. Năm 29 và 30 tuổi, hai năm này cuộc sống khá tốt, tài lộc và tình cảm bình thường. Từ 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi, thời gian này bạn có điều kiện tốt để phát triển công danh và sự nghiệp, cuộc sống được đảm bảo hoàn toàn, nên cẩn thận về việc giao dịch tiền bạc. Từ 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi, phát triển công danh. Năm 37 và 38 tuổi, tạm được về tài lộc cũng như về công danh, những năm còn lại đời sống có phần phát đạt mạnh mẽ. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, việc làm ăn nên cẩn thận, gia cảnh có chuyện buồn. Năm 42 và 43 tuổi, hai năm có đầy đủ khả năng làm ăn và gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm này đi xa tốt, tài lộc dồi dào, có phần tốt đẹp về công danh lẫn tài lộc. Từ 46 đến 50 tuổi, khoảng thời gian này việc làm ăn trung bình, gia đình yên vui và êm ấm, con cái thuận hòa, không có gì quan trọng xảy ra cho cuộc sống. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này nên lo toan và chú ý đến gia đình sự nghiệp, đừng lo nghĩ quá nhiều về việc làm ăn mà hao tổn tinh thần. Gặp may vào năm 52 tuổi, ngoài ra những năm khác nên cẩn thận đề phòng. Từ 56 đến 58 tuổi, những năm này gặp nhiều may mắn về cả công danh, sự nghiệp, nhưng sức khỏe có phần giảm sút. Năm 58 tuổi, công việc ổn định, tuy nhiên tình duyên lại không mấy thuận lợi, không khí gia đình dần trở nên căng thẳng. Tuổi Ất Tỵ cần phải biết lắng nghe, nhường nhịn và dành nhiều thời gian chăm lo quan tâm đến mọi người trong gia đình. 4. Dự báo tương lai trong 5 năm tới của Ất Tỵ.
Quý bản mệnh Ất Tỵ thân mến, nếu cuộc đời của Ất Tỵ là một hình vòng cung, thì khi bước qua tuổi 59 sức khỏe sẽ giảm sút. Nhưng năng lực tổng hợp của Ất Tỵ lại ở đỉnh điểm của hình vòng cung đó. Những trải nghiệm kiếp nhân sinh và mối quan hệ xã hội của Ất Tỵ là nguồn tài nguyên quý giá. Chỉ cần quy hoạch cẩn thận, khéo léo xếp đặt, chú ý giữ gìn sức khỏe, thì thời gian đỉnh điểm của cuộc đời ấy sẽ có thể kéo dài hơn. Ất Tỵ cũng là người có định hướng tương đối rõ ràng, cụ thể đã xác định được mục tiêu sẽ lên kế hoạch chi tiết. Trong 5 năm tới, Ất Tỵ sẽ nói lời chào tạm biệt với một cuộc sống bình dị, đơn giản và bình thường như trước đây. Chờ đợi Ất Tỵ chính là một cuộc sống tích cực, an nhàn tận hưởng mọi phước lành trời ban, có được cuộc sống viên mãn dạng người ao ước. Giai đoạn hậu vận này, may mắn và thịnh vượng sẽ đến với Ất Tỵ. Vận trình công việc của Ất Tỵ làm kinh doanh, buôn bán tự do sẽ ngày càng phát đạt và ổn định lâu dài, nhiều khi thuận lợi đến mức khiến bản thân tính chủ cũng cảm thấy bất ngờ. Trong 5 năm tới, cũng là lúc Ất Tỵ có được những thắng lợi, thành quả từ kinh doanh, đầu tư, đồng thời có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi thu nhập, quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp bản mệnh có được tài lộc, công danh đều rực rỡ và tỏa sáng. Theo vận số cuộc đời, Ất Tỵ sẽ có khoản tiền dư giả khi về già, nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thu nhập của Ất Tỵ không phải chỉ dừng lại ở những đồng lương hưu ít ỏi, mà còn dồi dào từ nhiều nguồn, những khoản đầu tư, buôn bán, những khoản tiền cho vay, hay những cuốn sổ tiết kiệm, những đồng tiền lương Ất Tỵ tích góp được bao năm làm lụng, hứa hẹn sẽ đảm bảo nguồn thu nhập dư giả, an dưỡng tuổi già. Của cải tích lũy được cũng không phải là ít, mà phải nói là vô cùng tốt, khiến người khác kinh ngạc. Vì vậy mà cuộc sống của tính chủ cũng phát triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp và hanh thông bất ngờ. Đặc biệt điều làm nên hậu vận giàu sang ở Ất Tỵ còn ở nhân cách của bản mệnh, nhờ việc tu dưỡng, sống tốt bụng, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình đi khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Nhờ vậy, những năm tháng hậu vận, người tuổi Ất Tỵ nhận về nhiều may mắn tốt đẹp và vô số quả ngọt trời cho, được ơn trên ban phước, thần Phật ưu ái che chở mà hóa giải nguy nan, vượt cơn bạo bệnh, gia đình sung túc đủ đầy, đón thời giàu sang, vinh hiển thịnh vượng một đời. Tuy nhiên, trong 5 năm tới, cuộc sống của Ất Tỵ sẽ không chỉ toàn màu hồng, bản mệnh vẫn sẽ gặp không ít phiền phức từ tiểu nhân, rắc rối từ người thân, nhưng sự quyết đoán, sáng suốt và thái độ bình tĩnh không nao núng sẽ giúp bản mệnh vượt qua những thử thách ở phía trước, quý nhân chỉ lối dẫn đường, đi đúng hướng với vận trình tương lai tươi sáng của mình. Về phương diện sự nghiệp, theo tử vi dự báo, trong 5 năm tới vận trình sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ khá tốt. Nhờ năng lực vượt trội cộng với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, nên nhiều vấn đề ở nơi làm việc có thể được giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên, các bạn tuổi rắn lại quá kiêu ngạo và không tin tưởng người khác, nên phải tự mình làm nhiều việc. Trong những năm này, Ất Tỵ sẽ thực tế hơn về những vấn đề trong công việc và sự nghiệp, và tôi luôn ghi nhớ trong đầu khi gặp sự cố. Nhưng may mắn là xung quanh Ất Tỵ luôn có những người ân cần và chu đáo, bên kia có thể là anh chị em, hoặc cũng có thể là những người yêu mến. Khi người tuổi Ất Tỵ gặp khó khăn sẽ giải quyết kịp thời, giúp người đó vượt qua. Tử vi tuổi Ất Tỵ khuyên bản mệnh hãy mạnh mẽ tiến về phía trước, bởi sau lưng bạn luôn có tam hợp hậu thuẫn, giúp mọi kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, để gặt hái được thành công thì sự cố gắng, nỗ lực cùng với tài năng của bạn là không thể thiếu. Hãy nhanh nhạy để có thể phát hiện và nắm bắt các cơ hội gây ấn tượng với lãnh đạo, khẳng định vị thế của mình. Tử vi dự báo, trong 5 năm tới đây, bản mệnh có cơ hội được thăng quan tiến chức. Ngoài ra thời điểm này, bạn còn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý. Đối phương đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình, về công việc mình đang làm, hoặc về tình hình thực tế trước mắt. Hơn nữa, với suy nghĩ cởi mở, khiêm tốn, ham học hỏi, bạn có thể nắm bắt vấn đề vô cùng nhanh chóng và giải quyết mọi việc theo hướng đúng đắn nhất. Về phương diện tài lộc, người tuổi Ất Tỵ không phải lo lắng về tiền bạc, cơ may thường tới với họ, nên nắm chắc lấy. Thông thường người tuổi Ất Tỵ có số hơn, được quý nhân phù trợ, tiền cứ thế chảy về, song thu nhập của họ lại không dựa vào kiến thức quản lý tài chính phong phú và sức mạnh của họ, mà còn nhờ vào vận may nữa.
Tổng thể đường tài lộc của Ất Tỵ sau năm 59 tuổi vẫn tốt, với nền tảng phấn đấu trong nhiều năm, nên tài lộc của hầu hết mọi người đều đã ổn định vào thời điểm này. Các tuổi Ất Tỵ rất năng động và luôn thử thách bản thân. Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc là yếu tố khiến cấp trên liên tục dành cho bạn những khoản thưởng nóng. Thậm chí, một số người còn chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, khiến cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Nếu có khoản tiền dư giả, bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào những lĩnh vực mới. Bản mệnh nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm, đáng tin cậy đi trước. Như vậy bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn hơn, hạn chế nguy cơ tốn tiền hao của. Với người làm ăn kinh doanh, nhờ mối quan hệ rộng rãi mà bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn. Dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Với Ất Tỵ giàu kinh nghiệm, bạn nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy trở thành người dẫn đầu xu hướng, đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể. Về phương diện tình cảm, gia đạo, lá số cuộc đời của Ất Tỵ cũng chỉ rõ, tính chủ khi bước qua 60 nhất định phải quan tâm đến những người bạn đời bên cạnh mình hơn, nắm tay người ấy cùng nhau trải qua tuổi già, bởi con chăm cha không bằng bà chăm ông, con cái dù có quan tâm hiếu thảo với bạn thế nào, cũng không thể hàng ngày hàng giờ bên mệnh chủ được, chúng rồi sẽ trưởng thành và có cuộc sống riêng, có những lo toan riêng. Hơn nữa khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về lối sống, về quan điểm, khiến Ất Tỵ không thể tâm sự sẻ chia với con nhiều điều, chỉ có người bạn đời bên cạnh, người đã cùng tính chủ đi qua những năm tháng tuổi trẻ, đi qua những buồn vui cay đắng trong đời ấy mới là người sẽ gần gũi với Ất Tỵ nhất ở tuổi xế chiều. Từ sau 60 tuổi trở đi, vợ chồng Ất Tỵ có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn niềm vui, cùng nhau già đi. Như vậy thì cuộc sống của tín chủ còn gì hạnh phúc bằng. Cho nên ở cái tuổi này rồi đừng nên mê mải chăm sóc con cháu mà quên đi một nửa của mình. Chỉ có vợ chồng mới là những người luôn luôn đồng hành cùng Ất Tỵ trong cuộc sống hàng ngày và trải qua bao thăng trầm. Thời gian này Ất Tỵ hiểu rằng muốn giữ lấy tình cảm của con cái là phải nhân lúc còn sớm phải thấu hiểu con cái nhiều hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải dồn hết sức lực hay là tiền bạc giúp đỡ con cái, mà tính chủ nên có sự sẻ chia, hỏi han hay đưa ra cho con lời khuyên trước những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Sự động viên kịp thời, sự sẻ chia đúng lúc của Ất Tỵ luôn tiếp thêm động lực và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho con cái, dù cho con có lớn khôn, có trưởng thành như thế nào. Chỉ khi bản mệnh giữ được sợi dây tình cảm, sự gắn kết với con cái, thì cuộc sống tuổi già của Ất Tỵ mới thực sự ấm áp, hạnh phúc tràn đầy. Dân gian có câu, chức vụ cao không bằng lương cao không bằng tuổi thọ cao không bằng sống vui sống khỏe mỗi ngày. Tuổi càng cao Ất Tỵ càng nên duy trì tâm thái vui vẻ, đây là một trong những yếu tố giúp nâng cao sức khỏe và tuổi thọ của Ất Tỵ. Vui một ngày là tính chủ hạnh phúc một ngày. Cuộc sống mà Ất Tỵ cần trong giai đoạn này là vui vẻ rồi sẽ có hạnh phúc. Bởi hạnh phúc không tự gõ cửa tìm đến với Ất Tỵ, niềm vui cũng vậy, nó không từ trên trời rơi xuống, mà thật ra niềm vui nó ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi già có gì vui bằng khi có những người bạn già cùng nhau trò chuyện hỏi thăm qua lại thường xuyên đến nhà. Khi gặp khó khăn có người đưa tay ra giúp đỡ đã là rất tốt rồi đúng không cô bác Ất Tỵ nhỉ? Rất nhiều người già vì không có một nhóm bạn của riêng mình, cũng không có một chút sở thích nào, khi già rồi sẽ sống rất cô độc. Còn những người tuổi Ất Tỵ có sở thích riêng, có nhiều bạn bè thì lại sống rất vui vẻ, cho nên đi qua nửa cuộc đời bản mệnh hiểu ý nghĩa của tình bạn. Giai đoạn này, tính chủ hãy trân trọng những người bạn ở gần mình, khi xảy ra chuyện gì đó có thể giúp đỡ chia sẻ lẫn nhau. Bởi suy cho cùng, hạnh phúc thực sự là biết cách quan tâm người khác và được người khác quan tâm. Về phương diện sức khỏe, từ 60 tuổi, sức khỏe là gia tài của cuộc đời đối với Ất Tỵ. Chăm sóc sức khỏe là cách đối xử tốt nhất đối với chính bản thân mình. Sống ở đời không có gì có thể mua được sức khỏe và niềm vui. Thản nhiên mà sống nhìn cuộc đời thoáng ra một chút. Khi đang một ngày già đi, bản mệnh hãy bắt đầu hành trình cuộc sống tuổi già mà mình luôn ao ước cùng bạn đời. Đến những nơi mình muốn, ăn những món mình thích, làm tất cả những gì khiến bản thân vui vẻ, thoải mái là được. Thản nhiên là tuyệt mỹ. Tư tưởng thoáng là một thế giới mới. Đừng quan tâm tới cách nhìn của người khác, nghe theo tiếng nói nội tâm, vui vẻ ngày nào hay ngày đấy.
Bởi đích đến cuối cùng của Ất Tỵ suy cho cùng vẫn là chính mình. Thản nhiên mà sống, khổ của mình tự mình biết, vui của mình tự mình hay. Không gì già đi mà u sầu, không bị mất đi mà buồn bã. Bất kỳ ra sao cứ thản nhiên mà sống, đơn giản mà sống, đó mới là điều đáng quý nhất đấy. Tuổi già của bản mệnh biết đủ là an vui, sống trên đời biết thỏa mãn, biết hài lòng, biết chân quý những gì mình có mới có, thể sống thoải mái thanh thản, mới tìm thấy trong họa có phúc, trong khổ có vui. Chỉ cần sống tốt, sống thiện tâm, sống cống hiến và có ích cho đời, thì cuộc đời này đã tốt đẹp dường nào. Đã khởi sắc muôn phần, qua thời gian mọi ký ức lắng đọng trong tâm hồn, Ất Tỵ sẽ dần biến thành báu vật vô giá, không ai có thể lãng quên. Tiếp theo là vận mệnh của cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, theo tháng sinh âm lịch. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 1 âm lịch. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này có nhiều tham vọng, mơ ước cao xa, nếu cố gắng thì cũng có chút thành tựu. Có thể nói, người tuổi Rắn sinh tháng Giêng không phải chịu nhiều khó khăn gian khổ, nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều, tính cách vui vẻ hoạt bát, mệnh chủ được nhiều người yêu mến, dương khí dượng, ý chí ngất trời, có điều tiền đồ không được thoáng đáng, chính vì thế mà muốn làm nên đại nghiệp vô cùng khó. Trong suốt cuộc đời, người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 1 âm lịch, hiếm khi nào được quý nhân phù trợ, tuy có nhiều lý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, nhưng người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó bề thi triển sức mình, muốn giành được thành công chẳng mấy dễ dàng. Nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không mơ ước quá xa vời, thì có thể thay đổi vận mệnh, có được những gì mình muốn, về hậu vận được phúc con cháu an nhàn thảnh thơi an dưỡng tuổi già. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh trập, vạn vật bừng tỉnh sau mùa đông lạnh giá, tuy nhiên còn đôi chút ngỡ ngàng sau giấc ngủ dài, không biết phải làm sao cho phải. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này mang chút mơ hồ như vậy, tinh thần không được tốt cho lắm, khó có thể tự lập, càng không nói đến chuyện một tay làm nên cơ nghiệp. Những chú rắn sinh vào tháng 2 âm là người phúc mỏng lộc chẳng nhiều, trong đời gặp phải khá nhiều hoạn nạn, lúc nào cũng có chuyện phiền phức khổ tâm gây phiền não. Tính cách người này khá trầm lắng, thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca nghệ thuật, nhưng không may chẳng tìm được nơi dụng võ, bất mãn với thời cuộc, ý chí phấn đấu ngày càng sa sút, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng sự nghiệp, cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này thông minh lanh lợi, tính cách trung nghĩa thiện lương, tuy một đời không phải đại phú đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc. Sinh vào tháng này trong năm người tuổi Tỵ tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng. Họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến tùy theo từng tình huống, tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình. Dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi Ất Tỵ sinh vào thời điểm này trong năm là người trung hậu, tính tình ôn hòa nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này cũng khiến cho bao người thầm mong ước. Họ có tài năng xuất chúng, đa tài đa nghệ, trí dũng song toàn, dường như có thể làm được tất cả mọi điều, chỉ cần họ muốn mà thôi. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp, người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 4 âm khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén, nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, lại có quý nhân chỉ lối dẫn đường, nên bản mệnh có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh sinh tháng 5 âm lịch. Sinh vào tháng 5 âm lịch là tiết mang chủng, người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này trong năm có ý chí hơn người, có dũng có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi thông minh. Họ còn giỏi quan sát thời thế nhân tâm nên mưu sự tất thành, người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan trở ngại để giành lấy những gì mình muốn. Gia vận hưng vượng, chuyện cát khánh cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 5 âm may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều. Là người nhanh nhạy và tinh tế, họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp,
tài vận hanh thông rộng mở. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trong năm là tiết tiểu thử. Người tuổi Ất Tỵ có tháng sinh âm lịch rơi vào tháng 6 là người có lòng từ tâm, chân thành đối đãi với mọi người, có tài mà có đức. Họ được trời ban cho phúc lộc, vạn sự như ý, danh lợi song toàn. Đây là người có quý tướng, thời trẻ truyện học hành suôn sẻ, thông minh hơn người, dù đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến và chào đón. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái, hạnh phúc bền lâu, có ý chí, có tham vọng. Họ là người kiên cường, dám nghĩ dám làm, có tố chất lãnh đạo. Dù là theo đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh thì người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 6 âm lịch cũng giành được những thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 7 âm lịch. Theo lịch vạn niên là tiết lập thu, người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này trong năm tính tình ôn hòa, nhã nhặn. Họ nổi tiếng là những người sống thanh cao, trọng đạo đức, trí dũng hơn người. Sinh tháng 7 âm, người tuổi Ất Tỵ có số mệnh tốt đẹp, có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp. Họ là những người thân thiện cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người, nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp, tài năng xuất chúng, tiền bạc dư dôi. Dù làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh. Nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 8 âm lịch. Rơi vào tiết bạch lộ, người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 8 âm là những người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng rộng khắp. Họ thông minh nhanh nhẹn, lại lương thiện chân thành, cũng có tài năng nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ. Bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi, nhờ tài năng đức độ, tích đức hành thiện. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này không phải chịu nhiều vất vả cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc thảnh thơi, phú quý trường cửu, bạn bè ở khắp bốn phương. Họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 9 âm lịch. Trong năm là tiết hàng lộ, người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này cuộc đời khá bình an thuận lợi, không phải trải qua nhiều sóng gió. Họ là người dĩ hòa vi quý, không thích làm mọi chuyện trở nên rối loạn, mà luôn tâm niệm một sự nhịn là chính sự lành. Xem tử vi, đây là người học rộng biết nhiều, lại thông minh cơ chí, song người này không dễ dàng có được thành công trong chớp mắt, mà vẫn cần phải cố gắng nỗ lực mới có được những gì mình muốn. Đường đời khó tránh khỏi những lúc gặp phải trở ngại, cần vững lòng bền trí mới giành được mục tiêu đáng mong đợi. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông, người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 10 âm lịch là người có tâm hồn đẹp, sống thanh cao chẳng vướng bụi trần. Với họ, giúp đỡ mọi người là chuyện rất đổi bình thường. Họ thích giao thiệp và có bạn bè khắp bốn phương, là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ. Nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng. Họ có thể chịu khó, chịu khổ, ăn gió nằm sương để thực hiện lý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công. Nhưng nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 11 âm lịch. Rơi vào tiết đại tuyết, khắp nơi tiết trời giá lạnh, cây cối khó bề sinh trưởng. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này tiến thoái lưỡng nan, mưu sự khó thành, ngay chuyện chi tiêu cũng túng thiếu trăm bề. Cuộc sống không được đủ đầy, sinh không gặp thời, thời trai trẻ người này phải chịu nhiều cực khổ. Mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn, là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, ghét chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy, nên họ dễ đắc tội với người, làm mất lòng người khác. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 11 âm, tốt nhất nên đi xa lập nghiệp thì cơ may thành công sẽ cao hơn. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 12 âm lịch. Trong năm là tiết tiểu hàn, trời giá buốt, sắn không muốn ra khỏi hang, cũng chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này cũng vì thế mà phải chịu cảnh cơ hàn, luôn gặp phải chuyện rắc rối phiền não, khổ tâm không dứt. Tuy có các tinh cao chiếu, nhưng cũng khó lòng vạn sự như ý. Sống khoan dung độ lượng, phóng khoáng với người, có trước có sau, cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả, khó có được thành công trong sự nghiệp. Nhưng từ chung vận trở đi, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, giành được nhiều cơ hội phát triển, cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn. Quý vị thân mến,
Đời người hiểu thấu 3 và 7 là nắm được hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi tưởng chừng như xa vời, nhưng thực ra nó ở ngay bên cạnh mỗi chúng ta. Đừng mãi mê theo đuổi những thứ cao xa, chậm lại bước chân, hưởng thụ từng phút giây của cuộc sống. Cuộc sống tấp nập hối hả qua đi thật nhanh. Mấy ngày nào còn lang thang đây đó nô đùa với đám bạn, hôm nay ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy mình đã già. Cuộc đời ngắn ngủi, thời gian không đợi người. Nhưng đôi khi ta lại mãi miết tìm kiếm truy cầu hạnh phúc mà quên đi cách hưởng thụ cuộc sống. Niềm vui và hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ là ta đã lãng quên mà thôi. Khi bạn không vui, hãy nghĩ cuộc đời là phép toán trừ và quên là công cụ để thực hiện loại bỏ đi tất cả những thứ làm ta phiền não. Cớ gì phải tức giận vì những người không đáng? Không màng chuyện cũ, không tính toán ân oán, ăn một bữa cơm thật ngon, ngủ một giấc thật dài thì phi ngày hôm qua, hôm nay tỉnh dậy sẽ là quá khứ. Hãy tiến về phía trước, sống cho hiện tại và tương lai. Khi bạn bất mãn, hãy so sánh mình với người nghèo, chúng ta sẽ hiểu rằng biết đủ chính là hạnh phúc. So sánh mình với người bệnh, chúng ta sẽ hiểu sống khỏe mạnh chính là hạnh phúc. So sánh với người đã khuất, chúng ta sẽ biết còn sống chính là hạnh phúc. Sống đơn giản, biết coi nhẹ chính là hạnh phúc. Khi bạn so đo, hãy nghĩ đến con người ở trong thế gian cũng tựa như bọt xà phòng, thoáng chốc rồi sẽ tiêu tan. Đến thế gian tay trắng, ra đi cũng là tay trắng, một hạt bụi cũng không thể mang theo. So đo thiệt hơn, chỉ có thể làm ta thêm tổn hại. Cái gì của mình ắt sẽ thuộc về mình, không của mình thì tranh giành cũng không được. Con người vốn rất nhỏ bé, sống vô tư thuận theo tự nhiên thì mới có thể vui vẻ hạnh phúc. Hạnh phúc ẩn sau sự không trọn vẹn. Một chiếc điện thoại đắt tiền 70% chức năng là không dùng đến, một biệt thự xa hoa 70% diện tích là không được sử dụng, một trường đại học 70% kiến thức của giáo sư là sinh viên không cần. Đời người cũng vậy, trong 10 phần thì chỉ có tìm kiếm niềm vui trong 3 phần, 7 phần còn lại chính là phải bỏ qua, phải quên đi, phải buông xuống. Hãy sống thật đơn giản để tận hưởng 3 phần thuộc về mình. Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng sáng lạn, đâu cần phải phô trương. Nội tâm an bình mới là an bình thực sự. Hạnh phúc chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự an khang khỏe đẹp của thân thể chính là niềm hạnh phúc trong thế tục. Sự thanh thản an họ trong tâm hồn chính là chốn tịnh độ cực lạc. Một người bạn từng kể với tôi về chuyện anh ta đi thăm người thân là một bà cô. Bà cô này cả đời chưa từng mang dừa chân một đôi giày nào, mà thường mang những đôi giày lớn hơn cỡ chân. Khi người khác hỏi bà vì sao lại như thế, bà liền nói, giày cỡ lớn hay nhỏ đều cùng giá tiền, vậy tại sao lại không mua cỡ lớn hơn chứ? Mỗi lần tôi kể lại chuyện này, rất nhiều người lại ôm bụng cười lăn lộn. Thế nhưng, trong cuộc sống chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những bà cô như vậy. Ví như, có người không phải nhà văn, lại viết ra những tác phẩm dày cộm đắng chát. Có người không phải họa sĩ, lại hết lần này tới lần khác vẽ ra những bức họa siêu cấp, khổng lồ. Rất nhiều người không ngừng truy cầu những điều to lớn, kỳ thật chỉ là do tham dục thúc đẩy. Giống như mua đôi giày lớn mà quên mất cỡ chân của chính mình. Bất luận là mua giày gì, dừa chân là quan trọng nhất. Bất luận theo đuổi cái gì có chừng có mực chính là thông minh nhất. Hy vọng những kiến thức chương trình dày công xây dựng trên đây sẽ phần nào đó giúp quý vị trong cuộc sống hiện tại và tương lai của mình. Hy vọng Minh Đường Tử Vi vẫn luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị trên mọi nẻo đường. Chúc quý vị luôn vạn sự bình an, tấn tài tấn lộc, phú quý đề huề, công danh tiến tới. Và nếu quý vị nào muốn được tư vấn riêng thì quý vị vui lòng để lại thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và vấn đề cần giải đáp ở bên dưới phần bình luận của video này. Ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn cũng nhớ hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.